sao từ lúc dạy học con đến giờ cô không có thấy mẹ con đến trước? Chắc mẹ con bận công chuyện lắm phải không? Mẹ con mất rồi. Mẹ con mất rồi. Tội nghiệp con quá. Hàng ngày chỉ có ba con và con sống thôi sao? Nhà không có ai nữa à? Dạ không. Từ lúc mẹ mất, ba và con buồn lắm. Ba thường nói với con rằng ba sẽ không lấy vợ mà ở vậy nuôi con. Hiền ngoan chăm học nên lòng cô thương con vô hạn. Cô cảm nhận giữa cô và con có mối tình thâm sâu nặng. Dù cô không phải là người tạo cho con nên dốc nên hình, dù chúng ta không máu mủ thâm tình nhưng dường như quen nhau từ lâu lắm. Chắc cô và con đã có nhân duyên. Đời không có mẹ thiệt thòi lắm con ơi, bởi tình của mẹ mênh mông như biển cả, giúp cho những con thuyền lên đơn xuôi ngược sẽ tìm ra bến đầu trong đời. Cô ơi, từ nay về sau khi nào vào lớp con gọi bằng cô, nhưng bước ra ngoài con gọi bằng mẹ. Thương ấy của con trẻ
mà lòng tôi xúc động bồi hồi. Trái tim của người ta sao ấm áp tình người, phải chăng người cho là trái tim nhân nghĩa, biết đem niềm vui chia cùng nhân thế, biết giữ nỗi buồn để không bận giả người thân, biết bao dung bằng nụ cười nhân hậu, sống giữa đời đầy ắp sự yêu thương. Cảm ơn thật nhiều người tặng trái tim đã giúp cho tôi hồi sinh giữa cơn hấp hối. Tôi sẽ vì người đem tình thương ban bố để cho người yên tâm nơi chốn suối vàng. Cô ơi, cô nói gì xa vời quá à? Con không có hiểu Chuyện riêng của cô mà. Thủy, xin lỗi con, ba bận chuyện nên. Ba có nói với con lúc sáng rồi kia mà. Ba ơi, từ nãy giờ có cô giáo ngồi nói chuyện với con nên con không có sợ gì hết á. Cảm ơn cô. Dạ, dạ không có chi, trách nhiệm của chúng tôi mà. Tôi trông cô, đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Tôi cũng thế. Hay là ngày mai ba mời cô giáo đến ăn cơm ba hen. Còn bây giờ con đói bụng lắm á. Ba chiều con, xin phép đã làm phiền cô giáo. Tôi đã bảo về trách nhiệm kia mà. Nè, con ăn miếng thịt gà cho có nhiều chất bổ để chống lớn. Ăn nhiều con sợ mập quá à. Còn nhỏ, có mập đâu mà con sợ ai chê chứ. Nhưng tôi bạn cười quê lắm, y như bạn chung thân hình thế này nè. Hãy chạy chơi đến chỗ con thì bị kêu béo phì. Vậy con thích ốm sao? Ốm là thiếu sức khỏe thì làm sao có đủ sức đi học tập. Con cũng không thích ốm mà, giống cô à. Thôi đi, đừng có nịnh cô quá à. Nịnh quá đó ha, ngày mai cô gọi lên trả bài mà không thuộc là ăn điểm xấu đó nghe. Ngày nào con cũng chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp, hen ba hen. Ừ, bữa nay sao con lanh quá. Tại vì con vui. Đã hơn một năm rồi con chẳng được vui, từ khi mất mẹ buồn ơi là buồn. Con thèm có đủ mẹ đủ ba để có đầy đủ cả một gia đình. Nhưng mẹ con nay đã mất rồi thì làm gì đầy đủ hở con, biết có ai chịu làm mẹ con bây giờ. Con yêu mẹ như con. Nói gì kỳ vậy? Không có được nói như thế. Cô giáo buồn cha con mình đó. Con nó nghĩ sao thì nói vậy. Có lẽ do trong lớp thấy em lo cho nó nên bé Thủy mới nói thế. Thấy chưa, cô giáo bên con rồi đó. Thủy à, con no chưa? Con no lắm rồi, giờ thì con phải chạy nhảy thôi. Ừ, đây là quán của người ta chứ đâu phải là sân nhà mình. À, hay là con đến chỗ các chú câu cá đó, xem các chú ấy câu đi. Ba cần nói chuyện với cô giáo con một chút. Dạ. Nè, con nhớ không có được nghịch phá hay đi sát bờ hồ kẻo té thì nguy hiểm nghe không? Dạ con nhớ. Quả thật cô giáo chăm sóc như một người mẹ vậy đó. Thảo nào bé Thủy lại thích gọi cô là mẹ. Nghề của tụi em là thế đó anh. Hình như cô chưa có gia đình. Em chỉ mới 24 tuổi, vội vàng nghĩ chuyện chồng con, người ta cười chết á.
24, lứa tuổi chưa già, nhưng cũng không còn trẻ nữa đâu. Sao cô không chọn cho mình một chốn yên thân? Chứ bây giờ có ai quấy phá em đâu à. À, lúc nãy bé Thủy nói thế, cô đừng có giận nha. Bộ anh nghĩ em hay hờn mát lắm sao? Làm cô giáo á là phải yêu trẻ nhỏ nè, yêu những tiếng ê a và yêu cành phượng đỏ sân trường, yêu những lúc chiều buông, những giọt nắng mơ màng đang xuyên kẽ lá, yêu những bước chân nô đùa của đàn em thơ. Tôi đã nghiệm ra cô rất yêu nghề, yêu trẻ thơ, bởi nghề giáo viên không hề chút giản đơn. Bao nỗi lo toan, bao niềm sướng vui cứ hằng ngày quyện lấy. Người ta gọi là những kỹ sư tâm hồn, gọi rất là hay. Em thấy hình như anh ca ngợi quá lời, chỉ giản đơn là nghề gõ đầu trẻ, lời của cô rất khiêm nhường, một đức tính thật là khó kiếm. Em chỉ mong muốn ở nơi anh thật sự có lòng thông cảm, chỉ bấy nhiêu thôi là em đã vui rồi. Em thương bé Thủy vì rất giỏi nhưng thường hay tư lự, nên em để ý và có hỏi han mới biết rằng bé Thủy chỉ còn có ba phần nào đó. Thủy sống thiếu tình thương của mẹ, tự nhiên em muốn dành chút thời gian để bù cho Thủy những khoảng trống trong tâm hồn. Sự xúc động khi nghe cô nói thế. Từ sự xúc động thành thật này, tôi xin có lời nói với cô, đó là lời nói cảm ơn. Bởi vì cha con tôi mà cô phải chịu nhiều vất vả. Chọn nghề giáo là em chọn niềm vui, bởi cuộc sống của em nó cũng không có đến nỗi nào, vì em cũng đã từng nhận của người khác sự hy sinh, nên em muốn đem công sức của mình vì bao đứa trẻ. Đời cho em và em đã nhận thì em phải biết mang trả lại cho đời. Càng nói chuyện với cô tôi càng phục cô hơn, rất an tâm khi bé Thủy có cô bên cạnh. Hơn một năm nay tôi sống trong cô hoành, có lẽ từ giờ tôi đã tìm được nguồn vui.
tại anh thích lối sống khép mình nên chưa tin người khác đó thôi. Khi mình đã tin người khác thì người khác sẽ đáp lại bằng lòng thành thật. Hình như cô đang giảng môn giáo dục công dân. Anh đừng cười, em hay bệnh nghề nghiệp. Thôi, cũng trễ rồi, chúng ta phải về thôi, để bé Thủy còn ôn bài nữa. Không khéo ngày mai kiểm tra bài mà nó không thuộc á, là cô trách tôi á. Anh này, nếu khi nào cô thấy tiện, cô cứ ghé nhà tôi chơi. Địa chỉ thì... À, mà đã có bé Thủy dẫn đường rồi. Từ Rài, nếu anh có bận công chuyện, anh nhường phần đưa bé Thủy về nhà cho em. Như thế thì làm phiền cô quá. Không có gì đâu anh à, biết đâu trong sự phiền toái lại có niềm vui. Anh mà cứ khách sáo như vậy hoài á là thiếu thành thật. Nếu cô đã muốn thì tôi xin chiều ý. Cảm ơn anh. Nhà không có bàn tay của đàn bà nhưng trông gọn ghẽ quá. Chà, anh này chắc cũng là vua khó tánh đây. Đây là bức thơ của mình viết cảm ơn chồng của người đã tặng cho mình trái tim. Giờ sao lại ở trong tủ của anh Long? Bức thư vẫn dán kín, có nghĩa là anh ấy chưa đọc. Nhưng vì sao anh ấy lại không đọc? Chẳng lẽ anh ấy đã không tán đồng việc vợ mình tặng trái tim cho người khác? Điều này chứng tỏ anh ấy không có thiện chí với người đã nhận trái tim của vợ mình. Nếu như anh Long biết mình là cô gái bất hạnh đã vinh dự nhận lấy diễm phúc kia thì tình cảm của anh ấy đối với mình ra sao? Hoàn toàn không biết chuyện trước kia, chị Loan đã có lòng nhân ái, trước lúc chết còn gửi tặng trái tim. Có lẽ chị muốn nhắn nhủ cùng tôi, muốn tôi thay thế chị trong gia đình. Mình sẽ thú lộ cùng anh. Từ nay mọi việc mình phải khéo léo hơn để khỏi xảy ra ác cảm.
Vì như thế thì sẽ gây khó xử cho đôi bên. Nhưng trong thời gian gần đây, anh ấy đối đãi với mình thật tốt. Theo cảm nhận của người phụ nữ, có lẽ anh ấy đã yêu mình. Còn mình cũng đã yêu anh ấy. Một tình yêu có thật, xuất phát từ sự rung động chân thành ngay buổi đầu gặp gỡ. Đây có phải là duyên tiền định? Mình làm sao quên được? Có lần anh ấy đã nói: nếu như bé Thủy nó muốn cô làm mẹ nó thì sao? Cô như mẹ rồi. Ngay bây giờ nếu bé Thủy thích, em vẫn là mẹ nuôi của nó được kia mà. Tưởng chuyện gì quan trọng nên anh cứ ấp a ấp úng. Ai dè chỉ là chuyện đơn giản thế thôi. Nhưng Tôi muốn là mẹ thật sự kìa. Tôi biết nói tiếng yêu cô trong lúc này là quá sớm. Nhưng tôi đã có bao đêm dài trăn trở, vì đã một năm qua tôi nghĩ trái tim tôi đã quá đã tự lâu rồi. Một trái tim giữa dùng đã sỏi khô cằn, không còn biết rung động trước bao cô gái đẹp. Tôi tự nhủ lòng dành cho con tất cả tình thương. Tôi sợ trái tim mình lại phải xẻ đôi, và sợ con tôi không chấp nhận người mẹ kế. Nhưng khi gặp cô lòng tôi cứ bồi hồi, tưởng như chúng ta đã quen từ kiếp trước. Những điều đáng lưu giữ rồi sẵn sàng nhận về mình một tiếng không. Như thế mà tôi đỡ thất vọng hơn, bởi biết từ nay mình không còn hy vọng. Tôi có thể chờ lâu hơn thế nữa, miễn cô bằng lòng chấp nhận tình tôi. Anh cho quyền suy nghĩ thêm nha. Đó là quyền của cô mà. Đó, nói yêu người ta mà cứ gọi cô mãi à. Thủy ơi, Thủy ơi, con đâu rồi? Kìa anh mới về à? Con đâu rồi em? Bé Thủy nó đang chơi ngoài sau vườn á. Em đi chợ chưa? Em mới dọn dẹp nhà xong. Giá lại còn sớm mà anh. Bữa nay em tính cho anh ăn cái gì nè? Anh cũng thích ăn cái gì nè, anh nói đi. Không hiểu sao em làm món ăn gì cũng trúng ý với anh cả. Anh nghi lắm. Nghi gì? Sao mà đa nghi lắm vậy?
Nghi là bé Thủy cho em biết. Không có à nha. Nhưng em cũng không hiểu sao những món ăn em thích lại trùng ý với anh và bé Thủy. À, hay là tại anh thương em nên anh nói cho vui phải không? Đâu có. Anh thấy lạ lắm, vì những món em làm rất giống loạn trước kia. Chẳng lẽ hai người cùng một ý như nhau, nên anh thấy yêu em là chẳng sai chút nào. Nè, suy nghĩ đã lâu, sao chẳng trả lời vậy? Hay là em định nói rồi trong một tháng nữa, nếu em không trả lời coi như là xù bỏ đó nghe chưa? Anh học ở đâu ra cái tính hay nhõng nhẽo à? Nè, con nó cười hạnh phúc của cha nó cũng tốt chứ em. Còn học trò mà cười cô giáo á thì cứ đánh đòn nó đi. Thấy chưa, chưa chi anh đã xúi em làm bà mẹ ghẻ ác độc rồi. Bộ anh quên câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng rồi sao? Ui da. Rồi gãy thêm cái tai nữa rồi. Trời ơi, định gieo tiếng ác cho người ta hả? Nè. Hạnh phúc quá ha, vậy mà cứ giấu tôi hoài à. Tính từ từ rồi mới cho anh hay, đâu có giấu giếm gì đâu anh. Hai anh ngồi nói chuyện, để em vào trong. Nè, bị tiếng sét ái tình bao lâu rồi? Hơn tháng nay. Sao, cảm nhận nó như thế nào? Của nó là của ai? Thì của trái tim anh đó. Như mới lần đầu á. Ngộ nha. Thông thường khi vật gì đã qua sử dụng một lần, khi sử dụng lại lần hai thì người ta đâu có thể gọi là lần đầu được. Anh có nhầm lẫn hay là tại tôi nghe nhầm? Chính xác đó chứ. Tôi nói như mới lần đầu là có nguyên do của nó. Bởi khi đặt tình yêu vào cô ấy, tôi đã cảm giác như là mới lần đầu và rất thân thiện. Vậy mà cứ cố đánh quả lừa của tôi mãi à. Phải chi anh đồng ý ngay từ đầu thì anh và Vĩnh Quyền đã gặp nhau và yêu nhau lâu rồi. Anh làm như là cô ấy sinh ra là để cho tôi vậy. Nè ông bạn, ông không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Vậy chứ cô gái lúc nãy tên gì? Vĩnh Quyền. Thì Vĩnh Quyền. Vậy trước khi gặp cô ấy, anh đã nghe nhắc cái tên này lần nào chưa? Trên đời này thiếu gì cô gái tên là Vĩnh Quyền. Cho nên dù có nghe, tôi cũng chẳng buồn chú ý. Anh tỉnh táo lại chút đi. Cái tên của cô gái này được nhắc đến trong một trường hợp rất đặc biệt. Với tôi, chuyện gì cũng đều bình thường cả, trừ trường hợp vợ tôi chết. Khoan, dừng lại đó. Trước khi vợ anh chết, trăn trở điều gì? Sao anh lại lẩn thẩn quá vậy? Vợ tôi trăn trở là muốn tặng trái tim cho một cô gái bất hạnh. Cô gái ấy tên gì? Hả? Chẳng lẽ là Vĩnh Quyền? Thì đó chứ ai. Cái bức thơ tôi đưa anh lúc trước, anh có đọc không? Tôi thấy chẳng cần thiết phải đọc. Đó. Cho nên anh đâu có biết người thọ ơn. Nhận trái tim yêu quý của vợ mình, cô gái ấy chính thật là Vĩnh Quyền. Anh cứ khăng khăng không cho gặp mặt, không cho biết số nhà và chỗ làm việc của anh, vì thấy nguyện vọng của Quyền rất là thành thật. Tôi nhận bức thư của Quyền và trao lại. Ai về anh cố chấp
chẳng thèm đọc cái bức thư. Anh đang gạt tôi hay là anh nói thật? Chẳng lẽ nào sự việc lại như vậy? Cô ấy mang ơn và muốn đền đáp, tôi cước từ giờ lại yêu lấy cô ta. Chuyện hôm nay tốt đẹp cho đôi đàn, cuối cùng rồi Châu cũng về hợp với phố mà thôi. Anh biết cái gì mà hợp phố này hợp phố nọ chứ? Cô ta yêu tôi vì muốn trả ơn, đó chính là lòng thương hại. Khi tình yêu xuất phát từ lòng thương hại thì tình yêu kia không bao giờ bền vững, mà nó là sự dối gạt lẫn nhau. Tại sao anh lại nghĩ xa vời và thâm thúy đến như vậy? Tình yêu là tình yêu, còn lòng thương hại là lòng thương hại. Anh nói như vậy thì tôi xin hỏi anh một câu, ở anh có gì thua súc người ta để họ tỏ lòng thương hại? Anh không là người trong cuộc, làm sao anh hiểu hết được nỗi ưu tư trắc ẩn của những người trong cuộc? Đứng bên ngoài góp thêm tiếng nói, ai làm mà chả được. Không biết đến bao giờ anh mới bỏ đi cái tính cố chấp của mình. Anh với Quyền tự đến với nhau là do cả hai cảm thấy như thế mới đúng, mới đúng là tình yêu. Chẳng lẽ chuyện hai người đến với nhau là do tôi xúi dục à? Quan được, làm bạn với nhau đã 10 năm nay mà anh đánh giá tôi quá thấp đó. Đồng ý, đồng ý là tôi có khuyên anh nên chọn người đàn bà khác cho cuộc sống sau này. Chẳng lẽ như thế là tôi có tội nặng nề? Trước khi nói ra, anh nên suy nghĩ xem nó đã có thích hợp hay chưa. Lớn tuổi rồi, chứ đâu phải lên năm mà hở một chút là đổ thừa này nọ. Thấy anh một mình gà trống nuôi con, phần nào tôi cũng nghe sai rứt trong lòng. Xin lỗi, tôi hơi quá lời. Nhưng đó là sự quá lời xuất phát từ tự ái của một thằng con trai. Có thể anh không chấp nhận được điều đó, nhưng mong anh hãy thông cảm cho tôi. Hiện giờ tôi đang rối rắm. Nghe buồn cười quá. Tự anh tạo ra sự rối rắm cho mình rồi lại trút lên đầu người khác. Anh làm như vậy mà anh có được sao? Một con người đang mạnh dạn bước trên con đường thẳng thì anh cứ nhìn phía trước mà đi. Tội tình gì cứ ngó liên ngó láo chung quanh rồi trách này trách nọ. Ngó chung quanh để canh chừng xe chứ, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi thì coi chừng qua điểm chọn mà vẫn không hay. Nói chuyện với anh uổng lời quá. Anh thích tự ái thì cứ tha hồ mà tự ái. Tôi về. Nói có chút xíu mà giận à? Cuộc tự ái của anh bằng bắp tay á. Anh đã dành sự tự ái cho mình, giờ định cướp cả quyền tự ái của người khác nữa sao? Bởi vì chuyện của tôi là chuyện đáng tự ái. Thế thì việc anh nặng lời với người khác, anh buộc họ không được quyền tự ái, mà họ chỉ được quyền tự ái khi anh ban bố cho họ chứ gì. Cô đừng binh vực cho người khác. Em chẳng có binh vực ai cả. Việc gì đúng thì em nói đúng, việc gì chưa đúng thì em nói chưa đúng. Thế còn việc của cô chủ động đến với tình yêu của tôi thì sao? Anh cho là tôi quyến rũ anh chứ gì? Không hẳn là như vậy. Nhưng tôi không thể phủ nhận động cơ cô yêu tôi là để trả ơn cho vợ tôi đã tặng trái tim cho cô. Thật sự cô đâu có yêu tôi, mà cô chỉ thương hại tôi thôi. Anh Long, khi đến với nhau, tôi hoàn toàn không biết anh là chồng của vị ân nhân đã ban cho tôi sự sống. Chỉ mới sáng nay, khi tôi vô tình trông thấy bức thơ cảm ơn nằm ở trong tủ, và người nhận thơ thì chẳng đọc của anh rồi.
Toàn không ưa người nhận trái tim đó. Tôi tự nhủ lòng sẽ giữ kín chuyện kia, bởi vì tôi đã thật sự yêu anh. Một tình yêu trước sau không thay đổi. Dù cho anh có nghĩ thế nào đi chăng nữa, khi tôi yêu tôi chấp nhận thiệt thòi. Đó là lời nói và suy nghĩ của cô. Nhưng liệu trong lời nói và cách suy nghĩ kia có bao nhiêu điều thành thật? Sự thành thật hay dối trá, nó không phải như một món hàng để người ta định giá. Anh Long, anh cứ tin đi. Dưới ánh sáng mặt trời, không có một sự thật nào mà che giấu được. Tôi phải tính như thế nào đấy? Trước những lời của cô vừa nói, tôi muốn tin nhưng sao cứ dè dặt. Cảm giác như được ban bố tình yêu cứ lởn quởn trong tôi. Có phải chăng tôi đang tự mâu thuẫn giữa tình yêu và hạnh phúc của mình? Nếu đã thế thì chúng ta chia tay. Bao giờ anh có được suy nghĩ chín chắn thì lúc đó chúng ta nối lại nhịp cầu đã gãy, còn không thì hai đường thẳng song song. Có lẽ cũng nên thế. Vậy tôi xin phép rút lui và sẽ không bao giờ đặt chân tới ngôi nhà này nữa. Ngoại trừ anh nhớ chăm sóc cho bé Thủy chu đáo. Nếu anh thấy trở ngại vì tay của mình bị thương, cho phép tôi mang bé Thủy về sống với tôi ít hơn. Chuyện của chúng tôi tự chúng tôi lo được, không dám làm phiền cô. Cô ơi, đừng bỏ con. Không, không đâu con. Cô và con còn gặp hàng ngày trên lớp mà, có đúng không? Con nhớ nghe lời ba. Nghe lời ba nghe con. Cô ơi, ba ác lắm. Ba đuổi cô, rồi mấy mối ba dám tới nhà mình. Con giận ba rồi đó. Phải như vậy thôi. Mình không thể nhận tình yêu mà họ nghĩ như là sự trả ơn. Nghe buồn cười quá. Anh tự tạo nên sự rối rắm cho mình, nay lại trút lên đầu người khác. Anh làm như thế mà anh có được sao? Một con người đang mạnh dạn bước trên con đường thẳng thì anh cứ nhìn về phía trước mà đi. Tội tình gì cứ ngó liên ngó láo chung quanh rồi trách này trách nọ. Sự thành thật hay dối trá, nó không phải như một món hàng để người ta định giá. Anh Long, anh cứ tin đi. Dưới ánh mặt trời, không có một sự thật nào mà che giấu được. Hai người thân của tôi hiện giờ đang lên tiếng trách cứ tôi. Có phải tôi quá tự ti rồi tạo ra khoảng cách đối với họ? Không, không, không phải thế. Tôi yêu Huyền thật lòng. Tôi tôn trọng sự góp ý, lo lắng của Châu. Nhưng sao tôi lại hành động không theo suy nghĩ của tôi? Tôi ích kỷ, tôi tự ti. Hay là tôi đang tự bóp nát trái tim mình? Ôi hai chữ ân tình buộc tôi phải quyết định một điều. Loan ơi, hồn em ơi, chôn suối vàng.
giùm cho hoàn cảnh bây giờ. Anh phải xử sự thế nào, nên tiến tới hay là rút lui? Giá như trước kia anh đừng quá dè dặt, thì sự thế hiện giờ tốt đẹp nhiều hơn. Lời tâm sự buồn anh nói giữa đêm khuya, làm sao anh quên trước khi em vĩnh biệt? Còn vắng vắng bên tai anh biết bao lời, giữ tròn chung thủy và lo lắng cho con. Nhưng giờ đây có phải anh đã phản bội khi đặt tình yêu tất cả cho Huyền? Em nói đi em, anh yêu Vĩnh Quyền có phản bội em không? Có quên đi những điều em trăn trối? Anh yêu Quyền có phải qua hình bóng của em, hay đó chính là tình yêu chân thật? Anh thật sự rối trí lắm rồi. Em trả lời anh đi, em trả lời anh đi. Loan, em đã về cùng anh à? Em không bao giờ rời xa anh và con, thì làm sao có việc trở về? Bao giờ và lúc nào em cũng ở cạnh anh và con. Nhưng đã hơn một năm nay, thân thể em mất đi, nhưng linh hồn của em còn đó, còn trong từng bước đứng dáng đi của con, còn trong từng hơi thở nghĩ suy của anh. Không có em ở bên cạnh, anh buồn quá. Bao nhiêu chuyện xảy ra cứ dồn dập anh vào bế tắc. Anh không biết phải giải quyết như thế nào cho vẹn vẻ. Nếu em luôn ở bên cạnh anh thì em hãy cho anh một lời khuyên. Một lời khuyên? Nhiều lời khuyên hay cả trăm lời khuyên vẫn không bằng nghị lực của chính anh. Một khi anh xác định việc làm mình là đúng thì anh cứ mạnh dạn làm. Còn nếu anh đang lưỡng lự, có nghĩa là anh đang đứng giữa đôi dòng nước, anh không biết phải chọn dòng nào chứ gì. Nước trong dòng luôn chảy xuôi, chứ nó không bao giờ dừng lại để chờ anh. Anh có thể chọn ngay một dòng nước, nhưng khi đối diện với Vĩnh Quyền, anh lại không xác định mình đã yêu hay anh luôn thương nhớ em qua hình bóng của cô ấy. Anh đã nói được những điều trong lòng anh đang u ẩn. Dù anh thương cô ấy thiệt tình hay thương em qua bóng hình của cô ấy, em cũng rất mừng, bởi anh sẽ không tự dối lòng mình. Anh hãy nhớ lại một điều: trái tim mà Vĩnh Quyền đang mang là trái tim của em. Có nghĩa là trong nhịp đập trái tim của cô ấy chính là nhịp đập của trái tim em. Điều anh rất cần là sự rõ điều này.
chân thành và sống lương bao dung. Họ không nhỏ nhen độc chiếm riêng mình, nhưng lỡ giữa trùng dương bất ngờ nổi lên cơn sóng dữ, thì chiếc thuyền lên đến khó mong cặp bến thương nhiều, khó mong tìm được một tấm chân tình. Yêu là cho không đòi hỏi điều gì. Anh còn nhớ tình yêu của chúng mình thở trước, cùng sóng gió ba đào nhưng ta vẫn lòng tin. Cơn bão nào rồi cũng qua đi, để lại cho không gian màu nắng mới. Ngoài niềm nào đến lúc cũng phôi pha, để trả cho anh sự bước tiến trên đường đời. Sống bước trọn đời. Long ơi đừng tự đặt cho mình sự luyến tiếc, càng làm cho em không thanh thản tâm hồn. Hãy cho em nở nụ cười tươi nơi chốn suối vàng. Hãy mang đến cho con một người mẹ, đời của nó cần tình mẹ đó anh. Em tin vĩnh quyền hết dạ thương con, tình thương ấy sẽ không hề thay đổi. Em chỉ có bao lời gửi lại tâm sự với anh bằng cả tấm chân tình. Em đã nói anh sẽ suy nghĩ lại, bao giờ em sẽ về nữa cùng anh và con? Em đã nói rồi, em luôn ở cạnh anh và con mà. Mọi quyết định của anh đã có sự ủng hộ của em trong đó. Thôi, em lên phòng coi con ngủ thế nào nha anh. Loan, Loan, Loan em. Có chuyện gì vậy ba? Thủy, con có giận ba không? Con giận ba vì ba đã đuổi cô Quyền. Ba đâu có đuổi. Có mà, bữa đó con nghe rất rõ, ba lớn tiếng với cô khóc và bỏ chạy. Ba biết không, bữa đó con thương cô Quyền vô cùng. Con không muốn xa con vì con yêu thương chăm sóc. Cô có than thở gì mà ba nỡ đuổi cô đi. Nghe tiếng của con tôi lòng đau, dường như ai cắt. Ba sẽ và đi tìm cô đến với con. Rồi tháng ngày trôi qua, gia đình ta ấm yên sum vầy. Con không còn
còn cô đơn, vì từ nay đã có cô Huyền. Kể từ khi má mất đi, con thấy ba buồn nên con cũng im lặng. Trong lòng con thương ba vô hạn, mong làm được điều gì đó để ba mãi vui lòng. Ba nhớ má, con nên ba thường thức một mình. Có nhiều đêm về khuya con chờ giấc, thấy ba ngồi buồn mà chẳng được rồi. Từ nay ba sẽ không còn để cho cô buồn nữa. Ba sẽ đến gặp cô Huyền, nói với cô đến đây với con thường xuyên, được không? Con cảm ơn ba. Alo, anh Châu hả? Em đây, Quyền đây. Mấy ngày nay em không được tin tức gì của bé Thủy. Nếu không có bận việc, anh có thể đến nhà em một chút có được không anh? Được à? Vâng, vâng, em cảm ơn anh. Sao thờ thẫn vậy con? Bộ bệnh cũ lại tái phát hả con? Dạ không, con vẫn khỏe mẹ à. Nhưng hình như con buồn. Một nỗi buồn tưởng chừng như vô cớ. Chuyện cậu Long mà. Mẹ, mẹ đã biết. Mẹ là mẹ của con mà. Có chuyện gì của con mà mẹ lại không biết chứ? Mẹ ơi, con khổ quá mẹ à. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh để tìm phương giải quyết. Mấy ngày nay thấy con giàu giàu, ít ăn ít nói, mẹ lo lắng quá nên mẹ mới hỏi bác sĩ Châu. Anh Châu đã nói thế nào hả mẹ? Nếu bác sĩ Châu không nói thì mẹ cũng đoán ra mà. Thái độ cậu Long như thế không đáng trách đâu con à. Nếu đặt trường hợp là con thì con cũng xử sự như thế mà. Người thọ ơn, người đáng tội nghiệp là con chứ đâu phải anh ấy. Đó là chuyện của hơn một năm về trước. Còn hiện thời cậu ấy sống cạnh gà trống nuôi con, thân thể lại đang lúc bị tai nạn. Mọi sự hụt hẫng và khó khăn đang vây lấy cậu ấy. Trong khi đó, biết được con là người nhận trái tim của vợ mình, đang cố tình im lặng để giúp đỡ mình, thì thử hỏi làm sao mà cậu ấy không tự ái cho được chứ. Nhưng con hoàn toàn không biết anh Long là người con đang thọ ơn. Cậu Long thì lại không nghĩ thế. Cậu ấy cho rằng con đã biết nên mới cố giấu mà tìm cách giúp cho con cậu ấy. Nếu vậy, đó chỉ là sự ban ân chứ đâu phải là tình yêu. Lòng tự ái một người đàn ông trỗi dậy nên cậu Long đã lớn tiếng nặng lời. Chớ thật giả nặng lòng thương con. Người ta thường nói ví von, con đã nghe nên nghiệm cho mình. Thì giận nhau nhiều. Mẹ ơi, nào đâu con có coi thường, con yêu anh ấy
thật lòng, cứ sao anh lại nặng lời không cho con chú phân trần, giờ con phải liệu làm sao. Nếu thật giả yêu nhau thì ngại ngần chí câu xin lỗi. Mẹ tin cậu Long không phải là người cố chấp, sẽ thương con hơn, bởi cả hai đã tìm được phần còn lại của trái tim mình. Đời ai không dư lấy chữ tình, khi đã mang thì khó lòng dứt bỏ. Chỉ chút tự ái nhỏ là lỡ dở cả hai. Mẹ không hề binh vực cho cậu lắm, dù cậu ấy với mẹ vô cùng ân trân. Con đã thương người ta thì nên chịu khó, dòng sông qua khúc quanh rồi cũng phân lặng. Tự ái chuyện vừa qua, và trong lòng con không chút giận hờn anh ấy. Con thương anh Long và bé Thủy. Đôi lần con định đến nhà, nhưng con ngại anh Long. Anh Long anh không chịu tiếp. Con à, tính tình của đàn ông vô cùng cứng rắn, nhưng lại mềm lòng trước sự dịu ngọt. Nước mắt đàn bà tuy có dễ rơi, nhưng lại dễ xoa dịu những cơn nóng giận. Người đàn ông họ cần sự thông cảm, không chấp nhận người vợ đuôi chọi. Lấy kinh nghiệm đời mình, mẹ dạy con, mẹ mong con chấm suy nghĩ lại. Hãy bỏ qua những gì không đáng nhớ, hạnh phúc nào không trải nước đắng cay. Mẹ, mẹ dạy, con xin nghe lời của mẹ. Dạ, cháu chào bác. À, bác sĩ ngồi chơi. Sẵn dịp bác sĩ lựa lời nói với nó giùm tôi. Có lẽ bác sĩ là người trị dứt những căn bệnh, thì lời nói sẽ trị dứt những u ẩn trong lòng. Khoa ăn nói của con còn kém lắm. Cứ tin tôi đi, tôi không nhìn lầm đâu. À, tôi bận chuyện phải đi. Bác sĩ cứ ngồi chơi nha. Dạ. Sao? Vẫn là chuyện của Long à? Tôi đang lo lắng cho bé Thủy, vì đã hai ngày nay cháu không có đi học. Không biết con bé có bệnh hoạn gì không. Tôi thì lại không dám điện thoại cho anh ấy, nên mới điện thoại cho anh để hỏi thăm tin tức. Lúc nãy khi cô điện thoại cho tôi thì tôi liền điện thoại nghe cho Long. Cô biết không, khi nghe điện thoại của tôi Long nói làm sao không? Câu đầu tiên là anh trách cứ. Không, câu đầu tiên tôi nghe được là một tiếng thở dài. Và sau đó thì... Bộ anh ấy không cúp máy à? Long không cúp máy, mà thủ thỉ bằng một giọng rất buồn và áo não. Long nói: cháu ơi, bây giờ anh hãy giúp cho tôi, con của tôi đang gặp nguy nạn. Hả? Bé Vĩnh Thủy, hiện bây giờ nó ra sao? Anh nói lẹ lên coi. Anh càng chần chừ, tôi càng nóng ruột. Anh có chịu nói chưa hả anh Châu? Cô thư thả để tôi nhớ lại coi, rồi tường thuật cho cô hay. Điều trước tiên cô nên yên dạ, vì bé Thủy hiện nay đã qua khỏi nguy nan. Trời ơi, vậy mà anh cứ quanh co, khiến cho tôi phải giật thót tim. Có anh Long lo liệu hiện đã xong.
xong chuyện, bé Thủy được đưa vô ngay bệnh viện. Có đi thăm thì đi ngay vậy. Nhưng mà nó bệnh gì mà chuyển vô bệnh viện vậy anh? Chỉ nóng sốt thôi. Nhưng có lẽ do lòng lo quá nên chuyển vô bệnh viện cho chắc ăn. Bây giờ bé Thủy nó nằm ở bệnh viện nào vậy? Khỏi hỏi. Có hỏi cũng miễn trả lời. Về đi không? Nếu đi thì đi theo liền. Đi, đi ngay đi anh. Rồi. À, cô Quyền. Cô Quyền đến ba ơi. Mới đến hả? Thủy, con sao rồi? Tại sao con bị bệnh mà con không cho cô hay? Tại ba không chịu điện thoại. Anh không thích hay anh căm thù tôi như thế nào thì mặc anh. Nhưng bé Thủy nó là học trò của tôi, anh phải báo để cô giáo lo cho nó chứ. Một không. Thì thấy không có gì nguy hiểm lắm cho nên. Bệnh của một đứa bé chứ có phải đâu là cơn giận của anh mà anh lại tính sao cũng được. Hai không. À, ba bị cô giáo rồi. Sao, còn đỉnh suốt quả nào nữa không? Nếu không để tôi lo thủ tục cho bé xuất viện. Cái gì? Mới đây mà đã xuất viện rồi à? Chứ không lẽ để nó nằm ở trong này năm nọ qua năm kia như ai sao? Hai một. Thì tôi nằm lâu á thì tại tôi bệnh tim chứ đâu phải. Không lẽ cô muốn con của tôi nó cũng bệnh tim như cô à? Hai điều. Vậy là quê nha. Bé Thủy, bây giờ theo chú lên trên kia lấy giấy xuất viện. Còn ông bà mời ra cổng đón taxi giùm tôi. Tôi... Ở đây tôi là bác sĩ, tôi có quyền. Giờ nghe lệnh của tôi hay không? Hay là để tôi cho bé Thủy nằm thêm một tuần nữa? Bậy, nói gỡ không hà. Vậy thì đi đi. Trời đất, đứng đèn chi đây? Không chạy theo năn nỉ còn đỡ chừng nào nữa, đi đi. Trời đất ơi. Theo để xem cô giáo xử bằng hình phạt nào. Trời ơi, tôi không dám nhận là cô giáo đâu nha. Ai mà dám có học trò nóng tính và cố chấp chứ. Cô giáo ơi, nếu như cô chưa hết giận thì đứa học trò này sẽ khoanh tay đứng đây mãi để nghe cô tức giận. Chuyện vừa qua tôi đã gây, trong cuộc đời ai không có lần phạm điều lầm lỗi. Cô giáo ơi, lý do tôi phạm tội là do tôi đã tình của tôi không được cô đáp lại và cô cấm tôi thêm lần nữa tỏ bài thương nhớ thì chắc kể từ nay tôi đành ôm khối tình si thầm lặng muôn đời. Đâu ai cấm được con tim yêu
Mấy ngày nãy tôi ra vào thở thẫn, nhìn quanh nhà thấy đâu cũng có hình bóng của em. Bé Thủy trong mơ cứ mãi gọi tên em, càng làm cho tôi nhận rõ mình có lỗi. Đã yêu rồi hà tiện chi tiếng thứ tha, chắc em muốn tôi chết dần trong thương nhớ. Anh chết hay là tôi chết? Anh nặng lời xua đuổi, giờ phải đặt hối lỗi ăn năn nữa. Có xa mới nhớ thương nhiều, có yêu mới giận, chớ ai phiền người dân. Đã là người dân, đã là khác họ, thì nhớ thương, thương nhớ làm gì? Phật phòng, tôi không biết là ba của nó ra sao. Nói là không nghĩ tới mà cứ mãi lo, không biết là họ có lo được như mình không nữa. Bé Thủy xuất viện nay đã mạnh khỏe, xin phép tôi về ai nấy tự lo. Còn giận thật sao? Kìa Thủy, ai dạy con gọi như thế? Ba với chú chào. Đổ thừa như vậy là kẹt chú rồi. Nhưng mà chú hỏi thiệt nè, con có thích cô Quyền làm má của con không? Dạ thích, con thích lắm. Dạy con gọi tầm bậy không à? Nó gọi theo ý thích của nó mà. Má không chịu con vô bệnh viện nữa nè. Thôi đừng. Vô bệnh viện nằm hoài không có hên đâu đó. Vậy cô hết giận rồi ha? Kêu người ta làm má bé Thủy mà vẫn cứ gọi là cô à? Cục mịch quá đi ông ơi. Bằng lòng nghe em. Thì để bé Thủy nó đòi nằm bệnh viện nữa kìa. Nhưng vì bé Thủy thôi đó nha. Quang hô ba má. Nè, con phải quang hô chú Châu chứ. Vì không có chú ấy, ai bài kế cho con vào bệnh viện? Hả? Thì ra tôi bị gạt à? Quỷ vật cái anh Châu này nè, tại anh hết à. Bác sĩ không chỉ chữa lành bệnh cho bệnh nhân mà còn phải biết mang hạnh phúc đến cho người khác nữa chứ. Phải không Long? Phải không cháu Thủy? Dạ phải. Vậy thì chúng ta nhận chầu chiêu đãi chiều nay của ba cháu nha. Dạ. Bác về sớm để còn ra cổng làng đón thằng Điệp nữa. Cháu có hay nó thi đậu chưa? Dạ có. Bác mừng quá đi. Bởi vì bác lật đật về sớm để đi đón nó đó. Còn cháu đi đâu sớm dữ vậy? Thưa bác, cháu ra sau vườn để hai lá dâu xanh. Sớm chiều cháu Lan thật giỏi gian dặn đúng mực, việc nhà quán ư bề bộn. Vậy mà còn cuốc rẫy tưới rau nữa, còn trồng dâu nuôi tầm
tổ tiên đã hộ trì. Thật không uổng công đèn sắt. Bác với nó từng được nhà cháu để qua giúp đỡ. Ông tu cũng hết già mến thương, chẳng khác nào như một ân nhân. Bác phải bận lòng. Lát nữa đây á, mà bác có gặp anh Diệp, dạ nhờ bác vui lòng mà nói lại rằng cháu có lời hỏi thân mình và mừng anh được thành tài. Cảm ơn cháu, bác về nhà. Trời đã hừng nắng. Vài hôm sau bác sẽ qua nhà tu thăm anh và thăm cả cháu Lan và để nói vài tiếng cảm ơn. Thôi bác về nghe cháu Lan. Dạ bác về. Mẹ. Đẹp. Mẹ ra đón con đi nè. Trời ơi, nắng nôi quá à. Mẹ không ở nhà, ra đón con chi cho khổ. Khổ gì đâu. Con thi đỗ mẹ mừng quá đi. Con Lan nó đang hái dâu dưới kia kìa. Nó cũng mới nhắc đến con đó. Thôi, mẹ về trước. Con đưa cái cặp sách với cái tráp của con cho mẹ đi. Sao mẹ không đợi con về một thể? Không, mẹ về nhà lo cơm nước cho con. Để con ở lại kẻo con Lan nó chờ. Mới rồi đây nè, nó vừa nhắc tới con. Thôi con với nó ở đây mà chuyện trò. Mẹ về nghe. Dạ mẹ về. Cô Lan. Kìa anh Điệp. Anh về đây từ hồi nào? Tôi mới về vừa gặp mẹ tôi. Người mới về trước còn tôi đứng chờ. Anh chờ ai đó sao không về với bác? Tôi chờ Lan để nói một đôi câu. Xa nhau chẳng được bao lâu mà tôi thấy nhớ làng quê vô cùng. Anh Điệp, nghe tin anh thi đỗ em mừng quá à. Cả tháng nay em ăn chay niệm Phật giải cho anh thi đậu á. Đêm hôm em đâu có ngủ, trông mau sáng đi gặp anh đó. Tội nghiệp em Lan của anh quá à. Phải chi ngày xưa thì đã có giọng anh đi trước, giọng nàng theo sau cho rạng rỡ tông môn. Ngài vinh quy bái tổ, mừng tân khoa vừa thi đỗ. Cả xóm làng chen chúc ra xem trong chiến khu dập dồn. Cô em hay đôi má ửng hồng, đêm đóng phòng trăng sáng mong lung. Nhưng Điệp với Lan chưa thành duyên nợ, chuyện vợ chồng còn đợi đến bao lâu? Mâm trầu cao phủ kinh dài điều, trong tháng này Lan liệu tính sao? Áo mặc sao qua khỏi đầu, những vợ gả chồng á là quyền của mẹ cha. Em chỉ lo những ngày xa vắng, tình có còn trong trắng. Hay tấm lòng ai có đổi thay, bởi phấn son thì thành. Em ở đây ngày tháng mỗi một, dần sớm chiều đợi anh. Cô Lan ơi, một lời đã hẹn,
thì ngàn đời nguyện chẳng đổi thay, chuyện tóc tơ cha mẹ định rồi cho chúng mình nên đôi. Vui trăm năm hạnh phúc lâu bền, trọn kiếp bền nở duyên. Lan ơi, em chiều sớm chân tầm lửa kén, anh học hành đỗ đạt thành danh, đời ngày vui vui mai gia đình. Đôi ta được dựng bền duyên hương lừa, nhưng đông này qua rồi đông sau lại tới, mà người con gái năm xưa vẫn ngồi bên khung cửa dệt mãi một đường tơ chưa tròn ý mong chờ. Nhìn những mùa xuân đi mà sợ đốt chẳng nhớ, Lan là một đóa hoa, còn Điệp là cánh bướm nhụy rủ hương tàn, bướm còn lui tới nữa hay không? Điệp ơi, hôm nay khung trời nổi trận đông phong, có cô gái ngồi mơ ước màu hồng áo cưới. Thôi nhé, đừng để ai kia phải chờ phải đợi, cứ một đông hoa là thêm một cái xuân già. Không biết tại sao lòng em cứ mãi phập phồng lo sợ à, một hình ảnh chia lìa cứ ám ảnh mãi hồn em. Lan ơi, anh đã đỗ đạt rồi sao Lan cứ mãi lo âu, hạnh phúc đang ở giữa tầm tay Lan, đừng sợ tan biến nữa. Dù mùa đông năm nay có đưa gió về lùa qua sông cửa, Lan cũng đừng sợ lòng mình băng giá cô đơn. Chuyện tình Lan và Điệp sẽ kết thúc bằng một cuộc hôn nhân, tơ Lan dệt Lan sẽ may sẵn cho mình áo cưới, để cô gái năm xưa không còn thẫn thờ bên khung cười, tai biến đưa thoi giờ chiếc áo ân tình. Mùa xuân này chẳng còn ai đợi ai mong, đám cưới linh đình sẽ làm rỡ ràng hai hò. Lan sẽ là cô dâu, còn Điệp là chú rể, đẹp mãi một chuyện tình cánh bướm lượn đài hoa. Lan em, anh đi. Cuộc tình đôi ta như bướm lượn cánh hoa, em là hoa lan, anh là cánh bướm. Bướm yêu hoa thiết tha muôn đời, chờ đợi bao lâu mơ ước được đẹp đôi. Em về bên anh cao trầu đưa lối, Điệp với Lan bên nhau thiết tha muôn đời. Điệp với Lan bên nhau thì tha muôn đời. Thi Liễu à,
Thi Liệu. Dạ. Mặt trời gần đứng bóng rồi, con ngủ sao? Cha kêu con dậy, dạy bảo việc gì vậy cha? Con biết thằng Điệp con bà cử chứ? Dạ, con đâu có biết. Cha nó ngày trước có quen biết với cha. Nó vừa thi đỗ khoa này, mà nó thi đỗ á là nhờ có cha giúp đỡ cho nó. Chả biết nội nhật hôm nay thế nào nó cũng đến đây, để cảm ơn cha đã giúp đỡ nó thành tài. Có vậy con hãy mau vào phòng riêng lo săn sóc lại dung nhan. Điệp đến phủ đường cảm ơn Đỗ Đạt đâu có liên quan gì đến sự có mặt hay cuộc đời của con mà cha bắt phải điểm trang. Con thiệt là ngu không hiểu gì lão trội, cha có dạy gì đâu mà giúp đỡ người dân. Đã tính kỹ rồi con phải nghe cha, nhận nó làm chồng để khỏi mang tiếng chửa quan. Thôi cha ơi, con không chịu, anh học trò nghèo mạt hả? Không lấy nó thì lấy ai? Đã thè lè cái bụng mà mày còn kén chọn. Cha, chứ việc trăm năm của con, cha phải cho con kén chọn chứ. Trời, kén chọn? Kén chọn là khi nào mày đàng hoàng tử tế kìa. Chứ mày hư đốn như vậy còn kén chọn giống gì nữa. Nói một hồi đập cây lên đầu mày bây giờ. Mày muốn thiên hạ chửi vào mặt tao phải không? Cha là quan lớn, ai dám chửi cha? Họ chửi sau lưng chứ họ có chửi trước mặt mình đâu. Chửi sau lưng thì có ăn thua gì đâu cha. Trời, không ăn thua. Làm quan mà để cho dân nó chửi hoài thì làm quan với ai? Mà thôi, nín đi, ông ông cái họng hoài. Cha, cha ơi, dù sao con cũng là con gái của quan tri phủ, sinh trưởng trong nhung gấm lụa là mang nếp sống kiêu sa. Nếu con lấy chồng, xin cho đáng mặt trượng phu. Chứ cha gả con cho anh học trò nghèo thì cuộc sống trăm năm làm sao tìm thấy thiên đường hạnh phúc. Khi con là chính tận mây trên trời cao vời vợi, con Điệp chỉ là ngón cỏ mây sơ sắc băng đường. Sao cha không thương con mà chọn mặt gửi vàng, lại để cho đĩa đeo chân hạt thì con gì phẩm gia con quan. Con còn trẻ còn đẹp thì thiếu gì công tử Dương Tôn, không lẽ cha không chọn được cho cha một chàng rể quý? Cha vội vàng chi không để con kén chọn, lại gả con cho một tên bần tiếng quê mùa. Không có lý sự nữa, tao đã nhất định rồi, mày phải là vợ thằng Điệp. Cha, cãi lời tao đập chết bây giờ. Dạ, dạ bẩm quan lớn, có anh học trò tên Vũ Khắc Điệp xin vào hầu quan lớn. À, nó đến đó. Thi Liệu. Dạ. Vào trong, nhớ không có được cãi lời. Linh Lệ đâu, mời cậu Điệp vào. Dạ, kính chào quan lớn. Mời anh ngồi. Lệ, pha trà. Bẩm quan lớn, nhờ quan lớn tận tình giúp đỡ, con mới thi đỗ khoa vừa rồi. Mẹ cháu nhờ cháu chuyển mấy lời cảm ơn quan lớn, và có chút quà mọn, trái cây ở trong giường, kính biếu quan lớn dùng lấy thảo. Có gì đâu mà bà cử khéo dễ dời. À, mà cháu cứ gọi chú bằng chú đi cho nó thân mật. Cái gì mà quan lớn, coi nó xa lạ quá. Cháu còn nhỏ không biết, chứ chú với ông cử ngày xưa là bạn cùng trường. Phần chú thì thoải mái việc công danh, còn ông cử chẳng may sớm giỏi mãn phần. Này cháu đây là con của bạn, tình cố giao từ trước đến giờ. Chú xem cháu như ruột thịt trong nhà,
chú có bổn phận là phải giúp đỡ trong nom. Chú lo cho cháu trước là vì tình bạn, sau là để đức cho con cháu của mình. Giúp đỡ với nhau là việc thường tình, cháu đừng bận lòng đến việc nghĩa ân. Dạ cháu đội ơn chú, cháu cũng nhờ nơi chú thương tình, cháu mới là đỗ đạt thành danh. Thân tộc của cháu ai cũng vui mừng, mẹ cháu có mấy lời thưa lại. Vì xa xôi không tiện đến phủ đường, nên nhờ cháu chuyển đạt mấy lời. Chúc chú càng ngày được tiến chức thăng quan. À, cảm ơn lễ đâu mang rượu, chú cháu ta làm một chầu mới được. Này điệp, hôm nay chú với cháu mừng ngày vui mình phải uống vài ly. Thưa chú, quả tình là từ trước tới giờ cháu uống rượu không quen. Ơi, một vài chúng có thâm tháp gì, ngày vui mừng uống tí chút cho vui. Đây, cháu dùng với chú. Dạ. Không hề gì đâu, rượu bổ mà, ngọt lắm, uống thử coi. Dạ, xin phép chú. Đó, thấy không, dễ uống mà. Nè, một ly nữa. Dạ, xin chú tha lỗi cho cháu. Cháu cứ uống, sai á thì ngủ một giấc rồi về, có sao đâu. Nào, bưng lên một lượt với chú. Đó, thấy chưa. Cháu à, cháu cứ tự nhiên đi, bởi chú đã xem như con cháu ruột thịt trong nhà, nên chú lo giúp đỡ. Cháu đổ qua này chớ ơn nghĩa gì đâu, như kẻ lạ người dân mà cháu hồng lo. Chú thương mà nói vậy, nhưng đó là bổn phận của kẻ mang ơn đối với bề trên. Vậy đây ly nữa, cháu hãy cạn liền. Dạ xin lỗi chú. Ồ, lỗi phải gì, rượu đến tận tay còn từ chối hay sao, cạn với chú cho vui. Cháu xin thú thật, cháu không quen uống rượu. Đây là rượu xâm nhung, uống có say đâu. Uống thêm đi. Dạ xin chú. Đó, sao bây giờ cháu thấy sao? Dạ, khỏe không? Dạ, dạ khỏe. Cháu thấy đất trời chung quay, chói lòa cặp mắt, hai cẳng chồng lên trời, nhà thì không có nóc. Ly nữa nè. Đưa cả bình đây, ta làm một hơi cho nó hết. Thần mén nhấp rồi, ta không cần sống chết. Chúng bay đâu, mau đưa cậu điệp vô phòng. À, đừng, cứ để ta nằm giữa đường. Bởi nam vô tủ như kỳ vô phong, rượu bổ này ngon thật là ngon. Đưa ta lên tận cõi non bồng, chắc đêm nay duyên động đào nguyên. Lạ chưa? Sao mình lại ở đây? Nhớ là mình đang uống rượu với quan phủ mà. Đây là đâu? Sao giống phòng của... Hả? Trời ơi, cô nào nằm đây? Nói vậy, đêm vừa rồi tôi nằm ngủ với... Ngủ với tôi chứ ngủ với ai nữa? Bộ tính giỡn mặt hả? Mà cô là ai vậy? Là Thúy Liễu, con gái quan phủ chứ ai. Làm bộ thơ nghe cũ hoài à.
Trời ơi, tôi nhớ là chiều hôm qua tôi ngồi uống rượu với quan phủ ở ngoài phòng khách mà. Rồi sau khi uống rượu, anh mới mò vào đây, lợi dụng trong lúc người ta đang ngủ. Rồi đúng không? Trời đất ơi, tôi trời đất cái gì nè? Chớ vợ thôi Sở Khanh. Trời, tôi mà là Sở Khanh hả? Tôi có biết gì đâu, tôi có làm gì đâu. Làm cái gì thì á, lát nữa gặp cha tôi, anh sẽ không còn chối ngược chối xuôi à. Trời ơi, tôi thật tình không biết mình mê hay tỉnh nè trời. Nằm hả? Với tôi tới sáng à. Còn kêu đất kêu trời gì? Dẫu có sai thì tôi cũng nhớ đường đi, chứ tôi đâu có điên gì mà chui lọt vô đây. Để khắc phục điều anh lỡ dạy, anh phải làm chồng chính thức của tôi, để anh khỏi đi tù vì tôi làm hại đời con gái của quan. Trời ơi, tai họa từ đâu trên trời rơi xuống. Một thằng bạch diện thư sinh nghèo sơ nghèo xác, bỗng nhiên lại nằm cạnh một tiểu thơ quê các chốn loan phòng. Rồi bỗng nhiên lại bị làm chồng. Cô ơi, tôi xin thề qua hai bên vai giác, trời đất thánh thần chứng giám giùm cho tôi. Bởi quan có lòng thương thằng học trò nghèo của người bạn ngày xưa, quan mời uống rượu tôi dám đâu từ chối. Cho nên sau khi cùng quan chén thù chén tạc mới có mấy ly, trời đất bỗng quay cuồng. Chuyện sai hay không sai á, tôi không cần biết. Mà bắt đầu hôm nay á, anh là chồng của tôi, anh nghe rõ chưa? Trời đất quỷ thần ơi, ngó xuống mà coi à. Thật là quan ơi là ông đĩa, cô nghĩ coi, khi rượu đã ngấm, tôi không còn đứng dựng. Lính lễ dắt đi đâu thì tôi cứ nhắm mắt đi theo. Đến khi ngoài cổng dinh tiên kẹn đánh vang lên, lúc đó tôi mới giật mình tỉnh dậy. Khi nhìn lại thì trời ơi, hồn vía vì bên cạnh tôi là một tiểu thơ son phấn nực nồng. Trời đất ơi, từ ngày cha mẹ sinh ra, tôi chưa một lần nào dám chui vô phòng con gái hết. Cô ơi, tôi xin quỳ xuống lại cô ba lại, đừng bắt tôi làm chồng mà tội nghiệp cho tôi. Vô duyên à, làm chồng mà tội nghiệp hả? Trời đất ơi, cậu Điệp, tại sao cậu quá to gan, giả bộ sai rồi đêm hôm lợi dụng vào phòng con gái của tôi, giở trò bại hoại gia phong. Bây giờ cậu tính sao, cho em xuôi mọi việc. Chuyện đổ bể hôm nay ai cũng biết cũng hay. Dạ, cháu sai dùi, nào có biết gì đâu. Đến sáng tỉnh rượu rồi mới thấy nằm trong phòng của tiểu thư. Cháu thật là quan, nhờ chú mở lòng rộng lượng. Cháu với tiểu thư không biết không quen. Thí liệu nó nói rằng trong lúc nó ngủ say, cậu vào phòng nó hồi nào, thức dậy nó mới hay. Chuyện trốn phòng the thật khó nói ra,
con gái của tôi nó đòi tự vẫn. Nó có bề nào cậu cũng không yên. Vậy cậu tính làm sao để tôi còn lo liệu? Tâm sự nhờ quan, thương nhờ ghét chịu. Bậy đâu, vào phòng của tao lấy giấy viết ra đây. Đó, giấy viết đó. Cậu viết tạo thú nhận, vì uống rượu say nên nó làm hại một đời Thúy Liễu. Để chuộc lại lỗi lầm, cậu nhờ người mối mai để xin cưới nó làm vợ. Viết ngay đi. Trời ơi, trời ơi, tôi phải ghi tên để nhận mình đã làm hại cuộc đời của cô thiếu nữ. Sợi dây quan đã trói buộc đời tôi với tiểu thơ nên giờ nên chồng. Quan lớn ơi, tôi chỉ là một thư sinh vừa rời khỏi mấy trường nên khó đo lường được tình đời mang trá và sự lọc lừa đổi trắng thay đen. Đem chuyện vợ chồng làm một tấm bình phong để che đậy một âm mưu mờ ám. Thà để tôi học tài thi phận hơn nhận sự thi ân rồi mang hận cả một đời. Cậu lẩm bẩm gì đó? Cậu rủa tôi phải không? Giúp cậu thi đỗ rồi cậu trả ơn tôi bằng cách đó phải không? Cậu phá hoại một đời con gái tôi, cậu định lật lọng phải không? Nè, nói cho cậu biết nha, tội của cậu nếu tôi đem ra cửa công á hả, cậu sẽ ở tù mạ kiếp đó. Bây giờ cậu có bằng lòng ký tên cho tao thú nhận này hay chưa? Dạ, dạ con bằng lòng. Mời bà cứ ngồi. Anh Điệp, ngồi. Thưa ông, hôm nay cháu qua đây là để thưa với ông về việc quan tình của cháu. Để mẹ cháu không biết, mẹ cháu cứ mắng chửi cháu hoài. Thôi thôi, tôi biết hết cả rồi. Quan phủ vừa ghé nhà tôi đã nói cho tôi biết tất cả mọi việc. Anh còn muốn phân trần gì nữa? Thưa ông, cháu không hiểu gì lẽ gì mà hôm đó quan phủ ép cháu uống rượu thật nhiều. Cháu sai quá nên không còn biết việc gì nữa cả. Khi cháu tỉnh dậy, cháu mới thấy mình nằm ở trong phòng con gái của ông quan phủ. Nhân cớ ấy, quan phủ bắt buộc cháu phải cưới con gái của ông ấy để bảo toàn danh giá của ông ta. Cháu xin thề với ông là cháu mà có bụng dạ nào thì... Thôi thôi, thề thốt chi cho nó thêm phiền. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không gả con Lan nhà tôi cho anh được đâu. Đó, mày nghe chưa? Mày nghe ông nói không Điệp? Tao không ngờ mày hư đốn bất hiếu đến như vậy mà. Mày làm cho tao xấu hổ với mọi người. Từ nay về sau kệ xác mày. Mày có thân mày lo, tao kể như không sinh ra mày nữa là xong chuyện rồi. Thưa mẹ, mẹ hãy ráng nghe lời của con nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Chứ mẹ cứ mắng ác con hoài thì con biết nói làm sao. Thôi thôi thôi, tao lại mày. Từ rày sắp tới đừng có mẹ mẹ con gì với tao hết á. Thưa mẹ, quan cho con lắm mẹ. Việc này con biết hết rồi. Ông phủ, ông muốn gả con gái của ông cho con nên ông mới đặt điều ra như thế á. Chứ con á thì... Đặt điều? Ông ấy đã bắt được quả tang mày nằm ở trong phòng con gái của ông, mày còn cãi nữa sao chứ? Con lại mẹ. Mẹ hãy nghe con nói đây nè mẹ. Nguyên hôm con đến phủ của ông ta, ông tỏ vẻ săn sóc tận tình. Ông hỏi thăm về chuyện gia đình,
ổng bảo ổng với cha con trước kia là bạn học, lại sai người nhà mang rượu xăm nhung. Ông nói rằng mừng con đỗ đạt, con từ chối rằng không quen uống rượu. Ông cứ ép hoài con đành phải dâng theo. Tao đã dạy là mày đừng bao giờ uống rượu, cái thứ tứ đổ tường xa vào là có hại. Vậy rồi mày sai hay mày tịnh mà vô trong buồng con gái của người ta? Dạ con đã thưa rồi, con sai dùi nào có biết gì đâu. Đến sáng ra con mới hết hồn, thấy mình nằm trong phòng con gái của ông ta. Thưa ông, con xin thề rằng nếu con mà có tình ý gì với cô Thí Liễu thì xin đừng cho con sống thêm một ngày nào nữa cả. Anh Điệp, anh nên hiểu cho tôi. Dạ chăng tôi với quan phủ vốn là bạn cũ, nhưng chí hướng của tôi với ổng khác nhau xa. Hơn nữa, hiện nay đứng trước một người có thế lực quyền uy, tôi với anh đều là nạn nhân của ông phủ. Huống chi đối với con gái người ta, anh đã làm tiếng tai lỡ dở, thì anh với con Lan không thể nên nghĩa vợ chồng. Anh đừng trách tôi sao đành tâm bội ước, việc xảy đến chẳng may ta đồng chung cảnh ngộ. Trước thế lực cường quyền tôi với anh là những nạn nhân. Anh nên dâng theo quan án để anh yên bề gia thất và cũng khỏi lụy đến tôi. Tình thế thay đổi anh không thành duyên nợ với con Lan, nhưng đối với nhà anh trước sau vẫn là chỗ thâm giao. Thưa ông, cháu biết nói làm sao, bởi lòng người quá ư ác độc. Giới trước quỷ mưu thần, họ đã làm cho con há miệng mắt quay. Thôi thôi đi Điệp ơi, mày đừng có nói lạc quan. Việc mày đã tạo ra thì giờ đây phải nhận. Mày làm cho tao phải xấu hổ với họ hàng. Uổng công ăn học mày lại làm điều nhục nhã tông môn. Thôi anh về đi, và bằng lòng với số phận. Sự thế đã định rồi, ta phải đành chấp nhận mà thôi. Thưa ông, cháu xin ông. Thôi anh Điệp à, tôi khuyên anh đừng nói gì thêm nữa. Nói thì phiền, thà nín lặng còn hơn. Hãy về đi để lúc tuổi ngậm hờn, trước đổ vợ điêu tàn trong nghịch cảnh. Tôi đã sống từ thuở thiếu niên cho đến khi mây đầu điểm trắng. Tôi đã hiểu thế nào là nhọc nhằn cay đắng của kẻ đang chơi vơi giữa cuộc sống quay cuồng. Lời nói của tôi chắc anh đã tận tường. Sự việc xảy ra anh đừng than khóc nữa, và anh cũng đừng nghĩ đến con Lan. Anh Điệp ơi, anh hãy về đi và hãy nghiền ngẫm câu đời là thế đó. Tôi với anh cùng chung cảnh ngộ, hai nạn nhân của bạo lực cường quyền. Thôi
anh và bà cử hãy về đi. Ông ơi, cháu bây giờ còn biết nói gì đây, khi đứng trước một mẻ bàn đổ dở. Ông đã hiểu giúp cháu không rầy lá trách mắng, cháu thấy nhẹ một phần tuổi nhục buồn đau. Nhưng việc nợ duyên cháu không biết nói làm sao, chỉ xin ông nghĩ lại mà thương thân cháu. Câu chung thủy cháu không đổi già, chớ nghĩa ẩn cháu mang nặng bên lòng. Thôi hết rồi chuyện nghĩa chuyện ân, anh hãy xem nó như mây bay gió thoảng. Tôi xin nhắc lại một lần sau cuối, anh sẽ không bao giờ cưới được con Lan. Điệp, mày thấy không, tội của mày lớn lắm. Mày đã làm cho ông Tú buồn phiền. Một người mà xưa nay gia đình mình từng đã thọ ơn, hôm nay mày nỡ nào làm chuyện xấu xa. Họ hàng kính rẻ, cô bác cười chê, tao nuôi mày lớn khôn, ngày nay mày trả thảo như vậy. Bà cứ không nên trách phiền anh ấy nữa. Chắc anh không đến nỗi vì một cơn dục vọng thấp hèn mà anh làm điều tồi tệ xấu xa. Còn việc tác thành hai trẻ trăm năm, hôm nay phải dở dang rồi. Trời ơi, nỗi oan của con thật khó bề giải tỏa. Xin ông nghĩ lại, đừng để chúng con phải lỡ dở duyên tình. Thôi anh hãy về đi, đừng nói nữa thêm bằng lòng. Con xin thề, nếu con sai quấy, đất trời đừng để mạng con. Thôi, con thề thốt phân mua cái gì nữa. Bây giờ có chịu về chưa? Thưa ông, con về. Về nhà đi rồi mày biết tay tao nghe Điệp. Cô Lan ơi, cô Lan, cô đứng lại cho tôi nói chuyện chút đi cô Lan. Xin lỗi, tôi bận lắm. Khoan đã, cô làm ơn đứng lại đi, cho tôi nói hết tâm sự của tôi cho cô nghe. Tôi bây giờ không có quyền nghe tâm sự của ai hết á. Cô Lan à, mẹ tôi mắng chửi tôi, ông Tú ông cũng giận hờn tôi. Bây giờ đến Lan, Lan cũng đành lòng lãnh đạm với tôi nữa sao Lan? Cái việc làm của anh tác tệ như vậy, anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Thôi tôi đi à. Khoan, cô Lan à, cô mà đi hả, tôi chết liền tại đây cho cô coi. Thà là anh chết đi,
chứ còn anh Lan à, Lan nín đi, tôi đang khổ, Lan khóc tôi còn khổ hơn nữa. Lan bình tĩnh nghe tôi nói hết đầu đuôi câu chuyện cho Lan nghe. Hôm đó từ nhà tôi lên nhà quan phủ để cảm ơn ổng về vấn đề thi cử. Chuyện đó tôi biết rồi. Quan phủ cầm tôi ở lại ăn cơm. Chuyện đó tôi cũng biết rồi. Quan phủ nói rằng mừng tôi thi đỗ, quan phủ sai người đem rượu ra để... Thôi thôi đi, tôi nói mấy chuyện đó tôi biết hết cả rồi. Tôi chỉ muốn biết tại sao anh chui vô mộng ngủ với con gái của người ta. Lan à, Lan nín đi Lan. Lan không biết đó là cái chuyện quan tình của tôi sao? Quan tình? Điệp ơi, Điệp có biết đâu, hôm trước Điệp hẹn đến nhà Lan để mừng ngày thi đỗ, nay thì Lan chỉ đón nhận phù phàng trăm đắng ngàn cay. Bây giờ Lan còn biết tin ai? Sao Điệp nỡ sớm quên lời hẹn ước? Lan à, tôi đã nói đó là chuyện quan tình của tôi mà. Quan tình? Sao Điệp dùng chữ quan tình khi chính Điệp đã nhận làm rể của Quan Tri Phủ? Sao lại nói quan tình khi Điệp đã cùng tiểu thơ Thúy Liễu vui tròn một đêm vui? Trong trần cười thu đêm suốt sáng, tiếng đồn loan đi khắp cùng thôn xóm. Điệp đã nhận mình có tư tình với con gái người ta. Khi tình không trọn vẹn,
một sớm một chiều về mấy ai quên, huống chi Điệp và Lan đã hẹn thề duyên nợ trăm năm. Ôi nghĩa chưa bạc mà tình đã phai rồi câu chung thủy. Lan thôi hứa rồi bao mộng đẹp ngày xưa, mơ ước nhiều chi để chuốc lấy thương đau. Nào ai có phù phàng đời gây cánh bé bàng nỗi quang này. Xin em hiểu dùm tôi. Lan ơi, Điệp cũng không biết đời ta sẽ ra sao khi tình không trọn vẹn. Một sớm một chiều về mấy ai quên, huống chi Điệp và Lan đã hẹn thề duyên nợ trăm năm. Ôi nghĩa chưa bạc mà tình đã phai rồi câu chung thủy. Lan thôi hứa rồi bao mộng đẹp ngày xưa, mơ ước nhiều chi để chuốc lấy thương đau. Nào ai có phù phàng đời gây cánh bé bàng nỗi quang này. Xin em hiểu dùm tôi. Điệp ơi, nếu chẳng cùng Điệp nên duyên chồng vợ thì Lan sẽ tìm một lối đi để quên khổ quên sầu. Về có mấy ai quên được mối tình đầu, nếu vẫn để linh hồn mãi chơi vơi trong dòng tục lụy, lôi cuốn u hoài trong sóng biển trầm luân. Lan không thể chết vì tình bằng cách quyên sinh, bởi còn nợ cơm cha âu mẹ. Thì Điệp ơi, Lan phải lìa xa trần thế, gửi đời trong mùa sớm chuông đừng nói thế. Có chi đâu mà Lan vội chán đời. Lan em thôi, Điệp hãy về đi, chuyện chúng mình không còn gì để nói nữa. Lan bây giờ là kẻ đi trong bóng tối, trước mắt là một màu u ám. Giật thấm hải hùng dây phủ quanh Lan, mà nỗi đó Lan sẽ chôn vùi thân xác. Ôi mộng đã tan là đời Lan đã hết, Lan còn tiếc chi kịp sống trên đời. Thôi trời tối rồi, Điệp hãy về đi, rồi để trên thế lộ đường ai nấy bước. Trăm năm lộ
đoạn trường ca. Vĩnh biệt anh Lan. Lan. Đi mau mau dừng một chút đi chị hai. Thủng thẳng rồi đi. Làm gì hối thúc gì dữ vậy? Nè, gần tới chưa vậy em Xuân? Em cũng đâu có biết. Hồi nãy em hỏi thăm bà hàng nước, bác ấy bảo đi cuối con đê này, rẽ qua bên phải, rồi đi qua một chiếc cầu bắc ngang sông, đi qua một ngôi đình cũ, đi đến cuối đường gặp nhà nào to là nhà quan phủ. Vậy là hơi xa phải không em? Chứ gần sao được. Được rồi, em để mặc chị đi. Em về chờ chị ở chỗ hàng nước á. Để chị tìm gặp anh Điệp rồi chị sẽ trở lại với em ngay tức khắc à. Em có chịu không? Không được đâu. Hồi nào tới giờ ở dưới nhà quê, em chỉ sợ chị đi lạc đường. Em làm như chị lạc trẻ con á. Không nhớ được thì hỏi thăm bà con. Gì đâu tới đi lạc dữ vậy. Vậy em trở về quán trước nha chị. Nhanh nhanh lên đi, trời sắp tối rồi đó. Cái thằng này. Trót thời gian trong tháng đời nào.
Nghiệp ơi, nếu chẳng phải lòng dạ ai đổi thay phụ bạc, thì cũng do nơi thế lực quy quyền. Đôi lứa đầu xanh mới chẳng hẹn lời nguyện. Ôi nghe những tiếng cười vui rộn rã, mà lòng dạ này thế tai nát tan. Thôi, thôi lỡ rồi tiếng hẹn trong năm, câu duyên nợ mình đành chia hai lối rẽ. Em chỉ còn biết trách hờn mang số, chớ đâu dám trách ai đem thôi lòng lừa. Đời của mình còn chi nữa mà mong, nhìn ai hạnh phúc mà khóc thầm cho số kiếp. Em bước dội theo mưa rơi từng giọt, lặng lẽ quay về nơi xóm nhỏ giữa làng quê, để rồi ngồi một mình thổn thức khi đèn khuya, lắng nghe tiếng gió đùa bên vách lá. Trách phận số sao cái nghiệt quá, ai vui riêng để đau khổ cho mình. Trời ơi, từng bước ngập ngừng trên cuối nẻo đường đi, mưa nặng hạt rơi hoài trên lối nhỏ, suối lệ của một người con gái mang một chuyện tình ngàn trái đau thương. Anh Điệp ơi, thôi hết rồi, hết thật rồi. Chị hai, đêm hôm khuya khoắt chị đi đâu vậy? Chị đi đâu sao chị không nói? Chị cứ ngập ngừng hoài vậy. Em ơi, em nói nhỏ nhỏ vậy, cha giật mình thức giấc thì khổ cho chị lắm đó. Nhưng mà chị đi đâu? Chị đi tu em ạ. Trời ơi, chị đi tu? Tại sao? Tại sao vậy chị? Chị khổ lắm Xuân ơi. Em biết rồi, tại anh Điệp đi cưới người khác nên chị buồn, chị khổ, phải không chị hai? Em ơi, chị không thể nào chịu đứng mãi nỗi sầu tuyết giông. Lỡ duyên rồi chị biết trách ai đây, đành đem thân gửi cửa từ bi, vui kinh kề phôi pha niềm hận tôi. Chị đành gửi thân nơi cửa Phật liệm kiếp tàn qua trong mỏ sâm giới chuông chiều. Mượn chốn thiền môn quay lắp chuyện thương sâu, chị đi tu đã an phần của chị,
nhưng em ở lại một mình sao trước quanh hiu. Cha già rồi tuổi tác đã cao, chỉ là gái lớn phải lo bề phụng giường, chị lại bỏ ra đi tìm đường tu niệm khuya sớm sầu tư tuổi lành chốn âm thiền. Xuân à, em đừng có buồn nữa. Chị đi rồi á, em ở nhà mà ráng lo hầu hạ cho cha nghe em. Chị hai ơi, gia đình mình đang lúc an vui lại xảy ra cảnh đất bằng nổi sóng. Chị hai ơi, vào đến nhà tu là muôn vàng khổ hạnh, canh nấu sòng dưa muối cháo rau. Chị bỏ gia đình, bỏ bụi chuối hàng cao, bỏ ruộng lúa nương dâu, bỏ cha già em dài. Chị đi tìm quên lãng trong rừng sâu núi thầm, gửi trọn đời qua theo những tiếng chuông chùa. Chị hai ơi, em thương chị lắm chị hai, trách ai nỡ rẻ chia tình cốt nhục. Chị còn sống đây mà xem như đã chết, bởi đau và đời đã ngăn cách đôi nơi. Chị hai, chị đừng có đi nữa nghe chị hai. Xuân, em đừng có nói nữa Xuân à. Chị hai, thôi, em ở lại ráng lo cho cha nghe em. Chị đi đó. Chị hai, chị đi thiệt sao chị hai? Chị nỡ bỏ em hả chị hai? Thưa mẹ, con mới về. Điệp con, mày tưởng Tết năm nay con ở luôn ở trên phủ rồi chứ. Ủa, còn vợ con đâu mà con về một mình vậy? Thôi mẹ à, mẹ đừng nhắc đến đó nữa. Sao vậy? Có chuyện gì vậy Điệp? Con đã ly hôn với nó rồi. Ly hôn? Con không thể nào sống chung với gia đình quan phủ. Cha thì bất nhân độc ác, con thì hỗn sự kiêu căng. Con bây giờ đã rảnh hết nợ nần, về bên mẹ khi chiều tàn bóng xế. Thưa mẹ, Tết này cô Lan có qua thăm mẹ không? Con Lan đâu còn ở đây nữa con. Nó đi tu rồi. Trời, Lan đã đi tu. Điệp ơi, con Lan nó đã cắt mái tóc xanh vào chùa tu niệm. Bởi định mạng trớ trêu nên chuyện lứa đôi duyên nợ không. Mẹ cũng biết rằng con không phải là kẻ phụ tình, nhưng trước cường quyền bạo lực, tiếng thét dân lành khó vọng đến trời cao. Bây giờ việc vợ chồng của con phải để bỏ với nhau, âu là đời của ta được một lần giải thoát. Chỉ thương con Lan đầu xanh tuổi trẻ, phải mượn thiền môn mới chôn lấp nỗi u sầu. Mẹ, mẹ ơi, nghe mẹ nói con vô cùng chua xót.
trời ơi, con đã vô tình làm khổ một đời Lan. Điệp ơi, mẹ già rồi muốn gầy dựng cho con để con được yên bề giá thấp. Trước kia mẹ rầy lá con vì tưởng con xa đà hư hỏng, sau đó mẹ mới rõ niềm oan khúc của con. Nhắc chừng nào càng tội nghiệp con lên, nỗi sầu khổ mới lỡ là duyên phận. Nó mới quyết tìm đường tu niệm để lan quân nhì một mối tuyệt tình. Tội nghiệp cho con Lan, nó đinh ninh được làm vợ của con, được làm dâu của mẹ. Ai bày chi cảnh đời dâu biển, nó gửi kiếp xuân tàn sau cánh cửa từ bi. Trời ơi, tội cho Lan không biết chừng nào. Mẹ ơi, mẹ có nghe nói Lan tu ở chùa nào không mẹ? Nghe nói ở ngôi chùa nào đó xa lắm, mẹ đâu có biết ở vùng nào đâu con. Mẹ ơi, con phải đi tìm Lan, con phải đi tìm Lan mới được. Nè Điệp, Điệp ơi, Điệp. Người bạc xuống
nhà tan nát tôi bời. Kiếp sống từ còn tiếc nữa mà chi, chốn am thiền cố quên nỗi đắng cay. Câu kinh kệ qua ngày vui sạch nở trần ai, cung tuồng đâu vừa mối đâu sông, chuyện đau buồn nghiệp chướng trời quan. Theo tháng lùng năm tàn sẽ phai nhạt với thời gian. Sáng lá vàng rơi rụng mưa, lòng bâng khuâng nhớ thuở ban đầu. Không ngăn suối lệ thương sầu trằn trọc suốt canh thâu. Chú Tiểu ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Thưa ông muốn hỏi ai? Thưa chú, trong chùa này có chú Tiểu nào tên Lan không chú? Chú Lan hả? Có. Chú làm ơn nói với chú ấy rằng có người quen đến thăm. Không có được đâu ông ơi. Sao vậy chú? Tôi với chú ấy mới vừa bị sư cụ rầy. Chú với chú Lan làm gì mà sư cụ rầy? Từ ngày chú ấy vào chùa cho tới nay, lúc nào chú ấy cũng có vẻ buồn khổ lắm. Có khi tôi thấy chú ấy ngồi khóc một mình. Đây ông xem, trước cổng chùa hai năm đất vàng mới đắm còn nguyên, còn dao ngăn cánh đôi bên, một bên chú lại chôn vùi con bướm lạ, bên thì chôn lắm cành lan. Nhìn xem chú ấy khóc than, tôi ghẹo tôi đùa chú ấy lại khóc thêm. Tại sao chú cùng chú ấy sống chung một chùa? Người ta đang cơn buồn khổ, chú còn trêu ghẹo mà chi? Tôi nào có ghẹo chú đâu, bởi thấy chú ấy sáng xanh, tôi e mắt tội luật chùa giới nghiêm. Tôi vô thưa với sư ông, tưởng đâu Lan bị quở mà thôi, sư ông lại gọi tôi vào hậu liêu, phạt tôi quỳ hương với chú Lan. Ông nghĩ coi, chú Lan sát sanh mà sư phụ phạt tôi à? Thì tại chú trêu ghẹo chú ấy. Bây giờ nhờ chú vui lòng vô nói lại với chú ấy là có bà con tới thăm. Tôi cảm ơn chú nhiều lắm. Không có được đâu, chú ấy có dặn tôi, bất cứ ai đến hỏi chú á, cứ trả lời là không có. Trời ơi, bây giờ chú có cách nào giúp tôi không chú? Thấy tình cảnh của ông tôi cũng khó nghĩ quá à. Kìa, có sợi dây chuông trên cổng rào. Chú Lan á, chú đang ngồi đọc kinh ở mãi trong kia. Ông cứ giật dây chuông đi, chú ấy sẽ ra mở cổng. Thôi, chào ông. Cảm ơn chú. Phật tử
bởi hồn đang bâng khuâng theo những tiếng chuông buồn. Lan đã tìm lãng quên dưới mái Phật đường. Lan ơi, sau khi ly hôn cùng Thúy Liễu, anh vội vàng tìm đến tâm em. Cớ sao chốn thiền môn sao trước vắng tanh, chỉ nghe rời rạc tiếng chuông ngân hòa lẫn dây tiếng kể lời kinh điều điều trên chánh điện, mà lòng anh thêm chua xót ngắm ngùi. Của Điệp và Lan trước mái hiên chùa lặng lẽ nghiêm trang. Điệp trông thấy Lan đang chắp tay nhìn về cõi mông lung, mà đôi khuya mất đầm đìa giọt lệ. Tay nắm chặt dây chuông anh chưa dám phá tan giờ phút thiêng liêng của người sư nữ. Và có lẽ sau những giờ tụng niệm, lòng của Lan cũng dương dâng nở tình. Lan ơi, từ buổi xa nhau Điệp bao giờ nguôi được nỗi niềm thương nhớ. Nhìn lá bồ đề thi nhau rơi rụng như giọt lệ sầu của đôi mái đầu xanh. Lan, Lan ơi, anh đến thăm em đây, hãy mở cổng cho anh vào. Lan ơi, Lan. Từ ngoài cổng có tiếng chuông dục dạ. Trời ơi, Điệp tìm đến đây và đang đứng trước tam quan. Chuyện tình duyên Lan đã tắt lửa lòng. Điệp còn đến tìm Lan chi nữa? Điệp ơi, hết nợ hết duyên, sao Điệp còn thâm duyên chi Lan? Đôi lứa đôi nơi đã chia lìa trên nẻo trần, đành nương bóng từ bi nhờ kệ kinh sớm chiều tu niệm, để lãng quên những nỗi ưu phiền rũ sạch lớp bụi trần. Thôi hết rồi đừng nhớ đừng thương, thà cánh đoạn tư tình, thà chốt khổ một mình. Chuyện tình Lan với Điệp đành chấm dứt từ đây. Lan, Lan ơi, mở cổng cho anh vào. Lan ơi, Lan. Trời ơi, trời ơi, Lan đã cắt đứt dây chuông. Trời ơi, Lan đã gửi thân vào nơi cửa Phật. Chuyện ngân tình cam đoan tuyệt để
rằng xót thương thầm cho một đời qua, bởi lỡ làng duyên nợ mới gửi thân nơi chốn am thiền. Làng, làng, chú làng, chú sáng ngồi dậy uống chén thuốc này đi. Tôi vừa qua xin sư bá bên chùa Diên Lâm cho chú uống. Sáng ngồi dậy đi chú. Chú đem thuốc vào cho tôi uống đó. Thuốc có thể chữa bệnh tình nơi thể xác, chứ thuốc không thể hàn gắn những vết thương tan nát tận tâm hồn. Hôm nay tôi sắp phải rời quan trai tiền kiến, hồn thanh thản tiêu diêu miền cực lạc. Chú làng ơi, giọt nước cành dương chưa rưới tắt lửa phiền trong tâm khảm, nên chú mãi ưu tư sầu muộn chốn âm thiên. Tôi đoán chú đây còn đã mang nặng gánh gia đình, sao chú không nhớ rằng một khi bước chân vào cửa Phật thì lục dục thất tình phải bỏ lại thế gian. Nợ nần nếu mãi dương mang, làm sao đến cõi niết bàn chú ơi. Đời là bể khổ chơi vơi, tìm nơi cực lạc thành thơi linh hồn. Chú Huệ Trí ơi, đã cảm dần nề tung quân, nhưng hồ dễ đưa quân. Có câu thố tử hồ bị chi loài, mỗi khi thấy chú buồn tôi không thể nào vui. Gần một năm trường chú sống bên tôi, sớm quét lá đá chiều hải qua của Phật, hầm hút tương sao dưa muối, mùa sớm chuông chiều nương cửa từ bi. Thế mà chú không cho tôi biết chú sầu khổ điều chi, mà thân hình chú cứ vỏ vàng khô heo. Chú cứ biên ăn biên ngủ cho đến khi thể xác hao mòn. Ơi, chú có biết đâu, đêm đêm tôi hằng gian dài ơn trên Phật tổ. Từ bi chân kiên chân thành, tiểu làng mau sớm được lành bình căn. Cảm ơn chú, nhưng tôi biết hôm nay tôi đã mòn mỏi lắm rồi. Tôi nhờ chú mời thầy vào đây để tôi có vài lời trắng trối trước khi tôi nhắm mắt. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời của chú. Chú hãy nằm cho khỏe đi, tôi đi đây. Mô Phật. Xin lỗi, có phải thí chủ đây là Điệp, có quen biết với Tiểu Lan? Mô Phật. Vâng,
chính tôi là Vũ Khắc Điệp. Ân sư, xin ân sư cho phép tôi được vào gặp Tiểu Lan để tâm sự sau những ngày xa vắng. Ông Điệp, trong lúc ông giật dây chuông gọi Tiểu Lan ra mở cổng, chính là lúc Tiểu Lan đang lâm bệnh mấy ngày qua. Rồi khi nghe tiếng ông kêu gọi thiết tha, Tiểu Lan gắng gượng bước ra cắt dây chuông đoạn tuyệt. Trời ơi! Rồi khi Tiểu Lan quay vào hậu liêu thì chỉ còn chút hơi tàn thôi thóp, như tia nắng hoàng hôn sắp chìm lặng cuối chân trời. Ông còn quyến luyến làm chi khi đã cách ngăn hai nẻo đạo và đời. Xin ông hãy để cho Tiểu Lan yên phần khi sắp lìa bỏ cõi trần gian. Có còn gì mà nối lại tơ duyên mà đem yêu thương vào chốn am thiền. Khi Tiểu Lan đã đoạn tình cắt đứt dây chuông, ông hãy quay về đừng lưu luyến nữa. Ân sư, tôi đến đây gặp Lan là để minh oan một sự hiểu lầm trống dĩ vãng, chứ không phải đem ân tình khuấy động cửa thiền môn. Xin cho tôi được gặp Tiểu Lan dù chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc. Mô Phật, Bần Tăng là kẻ xuất gia đã chán chê mùi tục lụy, nên Bần Tăng không muốn nghe câu chuyện hồng trần. Nhưng cái cảnh ông với Tiểu Lan mà Bần Tăng không thể cầm lòng. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, ông hãy vào để vuốt mặt người yêu. Đây là chiếc áo nâu sòng với sâu chuỗi hạt từ bi, ông hãy mặc đi rồi vào hậu liêu cùng Tiểu Lan tâm sự. Bần Tăng ở ngoài này chờ giống lên hồi chuông báo từ, cầu nguyện cho một linh hồn vĩnh biệt trần gian. Thôi, ông hãy vào hậu liêu để gặp mặt Chu Lan, kẻo không còn kịp nữa. Mô Phật. Sao Lan đuổi xô tình Điệp? Sao Lan nỡ phủ phàng cắt đứt dây chuông? Sao giờ phút cuối cùng Lan vẫn đón nhận cô đơn? Để cho Điệp phải quay về với niềm đau.
tình yêu bất diệt. Cô phải điệp của Lan đang nghẹn ngào than khóc. Như đưa tiếng người đi theo tiếng dòng chuông buồn. Không lẽ điệp lại là một nhà sư khoác áo tu hành? Ân sư đâu sao không cho tôi gặp mặt? Ai mở cổng cho bước vào thương tiếc một cành lan? Trời ơi, tôi đang mê hay sự thật hiển nhiên? Có phải kẻ đang đứng bên tôi là người tình năm cũ? Có phải điệp đôi chân đang sầu tư nức nở thương một loài hoa sớm vội phai tàn? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ nhắm mắt, con xin ân sư thứ tội, bởi con đã làm cho bậc già kẻ tu hành. Con là kẻ trước kia đã thất vọng vì tình, con cũng đâu phải là vũ khách đi, mà tên thật là Nguyễn Thị Lan. Bởi cuộc tình duyên dang dở trái ngang nên con mới gửi thân vào cửa Phật, mong mượn lời kinh tiên kệ để hàn gắn vết thương tâm rỉ máu từ bao ngày. Ân sư, con Lan ơi, anh là điệp đến thăm em đây. Trời ơi, sao Lan không đáp lại những tiếng gọi thiết tha của điệp mà lại từ từ khép kín đôi mi? Trong lớp áo nâu sồng lắng chỉ còn là một cái xác vô tri, heo mòn vàng giò. Lan ơi, điệp đã khoác lên người chiếc áo cà sa, vào nói liêu nổi để gặp người yêu lần cuối. Trời ơi, sao những lời trăng trôi làng đã hóa ra một cái xác không hồn. Lan ơi, lần cuối cùng đi vuốt mắt Lan, để hồn Lan được tiêu diêu miền lá cành. Qua đời dưới bóng Phật đài, tình Lan với điệp ra rời từ đây. Lan. Đời Lan khác chi như một cành hoa xuân
chắc sớm phai mà. Một đêm gió mưa bên ngọn đèn quạnh hiu, làng đã trúng linh hồn. Ngoài xa từng tiếng cú kêu xưa ôi thê lương, gió than náo nề trong màn đêm nghe đau thương. Từng hồi chuông ngao ngang ngân dài như khóc than tiếng một linh hồn.